Xin giới thiệu với bà con, đây là dòng lưới cước Thái Ba Màn. Đây là một cặp lưới song sinh, sinh cùng tháng, cùng năm, cùng ngày. Đây là dòng lưới đánh cá mè nổi cho bà con. Cái lưới này có chiều cao, thông số của nó là cao 2m, dài 100m và kích thước mắt lưới là then 7, 14 phân. Thì mỗi một tay như trên màn hình nó là dài 100m cho bà con. Thì hai tay này nó là 200m. Thiết kế của dòng này nó sẽ là phao xốp nổi dạng như củ cải hay còn gọi là phao bàng. Dòng phao này độ cứng cũng như là độ nổi của nó rất cao. Và mỗi một tấm lưới đầu đánh dấu cho bà con là một cái phao nhựa màu đỏ ABS để đánh dấu đầu của cái phao lưới. Kính thưa bà con, đây là một trong những dòng lưới làm theo yêu cầu và đánh cá mè nổi. Cái đặc tính của con cá mè là nó sẽ đi nổi hoặc là đi nứng ở mặt nước. Vì thế mà thiết kế dòng này là đánh phao nổi ở phía trên mặt nước và chân chì vẫn chìm ở dưới nước cho bà con. Vì thế mà những dòng nó đánh những dòng này quấn những con cá mè từ 1,5 cân cho đến 2 cân rất là thích hợp. Vì đây là mắt lưới là then 7 14 phân, nút nọt hơn một bàn tay. Cái dòng lưới này bà con nhớ là một khi nó đã quấn thì nó quấn dữ lắm. Và giới thiệu thêm, đó là cái cước ở đây là cước 2.5 và dòng cước 2 nút cho bà con đánh để đảm bảo cho những con cá lớn nó vùng vẫy, nó quẫy, không bị phá lưới. Và một cái đặc điểm nữa, cái dòng này nó là túi thiết kế cho bà con, túi nó rất là sâu để chứa những con cá từ 1,5 cân cho đến 10 cân đến 10 mấy cân cũng được cho bà con. Dòng lưới này đầu thiết kế cho bà con là thắt bằng dây pô ở chân chì và cũng như là chân phao. Vì thế mà đánh không sợ bị thấm nước mà đánh thả rất là bay lưới, rất là thích, phù hợp cho đánh cá mè nổi. Bà con có nhu cầu đặt sản phẩm này, liên hệ Zalo với A Đấu để A Đấu được tư vấn cho bà con kỹ càng hơn, để làm cho bà con tất cả các dòng lưới đặt theo yêu cầu cho bà con và cam kết chất lượng sản phẩm cho bà con. Kính mong bà con theo dõi kênh cũng như là có những cái sản phẩm lưới mà cần đặt, liên hệ ngay với A Đấu. Kính mong bà con xem video.